Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tiểu tử nhìn đi đâu vậy? Nhìn thấy khác biệt với thiên võ cảnh hay chưa? Huy S Dota chính là thích giết thiên tài nhất. Chết đi. Sấm sét, ý chí lôi điện. Đà, lỗi mãng. Ngươi theo dõi hắn rất lâu rồi, ta cũng theo dõi ngươi rất lâu rồi. Lâm Phong hắn phải địa diện cho thần cung của ta xuất chiến bí cảnh, ngươi cho rằng ra khỏi thần cung chính là người mà ngươi có thể giết được sao? Ngươi đây là đang tìm chết. Người này là người của thần cung. Huyết đồ, ở Mê Thanh ngươi chuyên làm mấy chuyện xấu xa, có thể bước vào thiên võ đã xem là may mắn của ngươi rồi. Bây giờ, sao lại là hắn chứ? Đúng là xui xẻo. Chịu chết đi. Phá. Lôi điện này thật đúng là vô tận. Toang con mẹ nó rồi. Lôi mãng, ta sai rồi, cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Chết đi. Chết rồi, cường giả thiên võ cảnh lại chết như vậy rồi. Tia chớp đáng sợ thật. Mặc dù đều là thiên võ cảnh, nhưng khoảng cách giữa thực lực và ý chí lại có thể khiến cho một thiên võ cảnh dễ dàng giết một người khác. Giống như mình đối phó với huyền võ cảnh bát trùng bình thường, dễ dàng có thể giết chết. Huyết đồ này vẫn không biết hắn là người của phe nào, đuổi theo ngươi lâu như vậy. Cảm ơn, nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi. Không cần, ta chỉ là làm việc cho thần cung thôi. Nếu như ngươi đã đồng ý thay thần cung đi vào trong bí cảnh hoàng giả, vậy thì thần cung có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho ngươi. Vì thế ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Bây giờ tiếp tục hành trình của ngươi đi. Cường giả khá là lạnh lùng. Được rồi, đi đây, cảm ơn. Đã theo dõi lâu như vậy rồi. Đều ra ngoài đi. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.